xin chào anh các bạn. Rất vui được chia sẻ với các bạn một em động cơ Yamaha Dino. Em này có tên gọi là Studio 6C các bạn. Sorry, Studio 6B các bạn ha. Em này biết tông lò một tấc lẻ 6 các bạn. Tốc số 3 tua lẻ 5. Các bạn đang nghe tiếng hộ ra em tin. Em này body thì có lông đốm ở bên nắp cò với bên heo. Thật ra gì có bên trong sông một tí rồi các bạn ha. Nhưng là nghĩa địa là nghĩa địa các bạn ha. Bây giờ cắm cho anh em xem nha. Nước trên hàng gió là ok, quá đẹp luôn. Đây có tiền bồn anh em. Đề bom sạc ok nhé. Cảm ơn các anh em các bạn rất là nhiều đã theo dõi kênh. Mình sẽ hỗ trợ anh em các bạn có những động cơ tốt một mùa cho anh em mùa vụ sau dịch các bạn ha. Ok, bây giờ anh em nghe tiếng nổ lớn nha. Để mình hỗ trợ chia sẻ với các bạn nha. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.